Xin chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính chu, chị Phú Mỹ gốc Việt mua trọn tầng 89 Trung World Tower làm penthouse 1.400m². Phó Thủ tướng, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng không phải để giải cứu thị trường bất động sản. Đề nghị dỡ phong tỏa tài sản của 7 cựu cán bộ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh liên quan trong các vụ án đất vàng. Hàng trăm nghìn tỷ bất động sản mắc kẹt, nhiều doanh nghiệp buộc phải bán dự án. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Gần đây, thông tin nữ ca sĩ Hà Phương và chồng là tỷ phú Chính Chu chia tay xuất phát từ một bài báo trên Daily Mail Anh thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau khi tin tức được lan truyền, theo nhiều nguồn báo chí đưa tin, phía ca sĩ Hà Phương khẳng định cô và chồng vẫn đang sống hạnh phúc. Ca sĩ Hà Phương, sinh năm 1972, sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Bố cô là nhạc sĩ Trần Quang Hiển, chị gái là ca sĩ Cẩm Ly, còn em gái là ca sĩ Minh Tuyết. Cô kết hôn và theo Chính Chu sang Mỹ định cư từ năm 2000. Nhiều năm qua, gia đình nữ ca sĩ và tỷ phú kín tiếng nên hiếm khi lộ ảnh chụp chung. Nhiều lần trả lời phỏng vấn báo chí, nữ ca sĩ cho biết cô được chồng tỷ phú ủng hộ việc hoạt động nghệ thuật. Trước khi nổ ra tin đồn này, tỷ phú Chính Chu sinh năm 1966 được báo Mỹ đặt cho biệt danh người đàn ông đáng gờm của phố Wall. Giới kinh doanh người Việt sống tại Mỹ đánh giá ông là một trong những doanh nhân thành công bậc nhất. Sinh ra ở Việt Nam, đến Mỹ năm 8 tuổi, tỷ phú Chính Chu từng là giám đốc điều hành Blackstone Group, tập đoàn quản lý đầu tư thay thế hàng đầu thế giới, nơi từng thực hiện nhiều thương vụ thành công. Theo Richards, ước tính tài sản của Chính Chu đã đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ từ nhiều năm trước. Năm 1975, cả gia đình ông bắt đầu sang Mỹ. Ông vừa học, vừa đi bán sách lẻ và giao hàng tận nhà. Dù có bằng cử nhân tài chính tại Đại học Buffalo, một trường công tại New York, Mỹ, nhưng vì ngôi trường này không có nhiều danh tiếng, 15 lá đơn xin việc của ông đều bị từ chối. Năm 1990, Chính Chu đầu quân cho tập đoàn tài chính Blackstone. Dưới bàn tay của Chính Chu, Blackstone đã hoàn thành nhiều thương vụ thâu tóm lớn, như vụ mua lại Ondeo Naco trị giá 4,2 tỷ đô la Mỹ, vụ thâu tóm tập đoàn hóa chất Celanese của Đức với giá 3,8 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú Chính Chu cũng góp phần vào thành công của Blackstone trong vụ thâu tóm Senga Data System Inc. với giá 11 tỷ đô la Mỹ, hay vụ hợp vốn mua hãng dược Nycom và Satellite Pharma Solution 3,3 tỷ đô la Mỹ, DJ Orthopedics 1,6 tỷ đô la Mỹ. Năm 2013, Chính Chu trở thành một trong hai đạo diễn cho kế hoạch thu mua lại tập đoàn máy tính Dell với giá khoảng 25 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên sau đó, nhà đầu tư này quyết định rút lui do lo ngại về triển vọng máy tính để bàn toàn cầu. Dưới thời Chính Chu, Blackstone còn chi 26 tỷ đô la Mỹ mua lại một trong 10 chuỗi khách sạn sao hoa nhất thế giới, Hilton, với những khu nghỉ dưỡng trong mơ Beverly Hilton, Hilton Adens, Hilton San Francisco, Hilton New York. Quỹ Blackstone được thành lập năm 1985 bởi Schwarzman và Peter G. Peterson. Theo số liệu của Bloomberg, hồi năm 2021, số tài sản mà quỹ này đang quản lý có giá trị lên tới 334 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2015, tỷ phú Chính Chu rời Blackstone vì muốn khám phá những thách thức mới, song vẫn hoạt động trong vai trò cố vấn. Sau đó, ông thành lập CC Capital, công ty có trụ sở tại New York, tập trung đầu tư và vận hành các doanh nghiệp chất lượng cao. Chưa hết, tỷ phú gốc Việt còn từng nổi danh khi chi 34,3 triệu đô la Mỹ để mua trọn tầng 89, một nửa tầng 90 tại tháp chọc trời Trung World Tower, khiến tỷ phú Donald Trump phải chú ý. Tuy nhiên, sau những cố gắng bất thành để mua nốt nửa phần còn lại, Chính Chu bỏ thêm 5 triệu đô la Mỹ để tăng không gian trên tầng mái tòa nhà, nâng tổng chi phí lên 39,3 triệu. Tòa tháp Trump World Tower là tòa nhà dân sinh cao nhất thế giới, nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố New York, với tầm nhìn đối diện là trụ sở Liên Hợp Quốc. Căn penthouse của gia đình Chính Chu rộng gần 1.400m², chứa tổng cộng 34 căn phòng, trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Ngoài các vai trò khủng kể trên, ông còn nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty E2Open, một doanh nghiệp chuyên cung cấp phần mềm kết nối dữ liệu đám mây cho các chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Năm 2021, E2Open nằm trong top 100 những nhà cung cấp công nghệ thông tin hàng đầu cho ngành Logistics. Vào tháng 5 2021, E2Open đã mua lại công ty phần mềm BlueJay Solution Ltd. với giá trị giao dịch lên tới 1,7 tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 6 2021, E2Open cũng đã công bố sẽ hợp tác với Costco Shipping Corporation Limited, Costco, một tập đoàn vận tải đa quốc gia của Trung Quốc, thông qua việc cung cấp một nền tảng ứng dụng quản lý dữ liệu cho Costco. Sự hợp tác giữa hai bên sẽ được kéo dài đến năm 2023. Bên cạnh kinh doanh, Chính Chu cũng là một nhà từ thiện. Ông cùng chị gái đã xây dựng nên Vietnam Relief Effort, một tổ chức phi lợi nhuận tài trợ cho các hoạt động xây trường, chăm sóc sức khỏe cho những người thương binh và đào tạo y bác sĩ ở Việt Nam.
Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị dỡ phong tỏa tài sản của 7 cựu cán bộ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh liên quan trong các vụ án đất vàng sau khi đã thi hành xong các nghĩa vụ theo quyết định thi hành án. Thông tin được nêu tại văn bản cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị dỡ phong tỏa đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu đứng tên của 7 cựu cán bộ lãnh đạo thành phố. Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, 7 cựu cán bộ lãnh đạo gồm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đào Anh Kiệt, Bí thư Quận ủy Quận 2 Nguyễn Hoài Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thanh, Trưởng phòng Đô thị Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Chương, Phó Trưởng phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường Trương Văn Út. 7 cựu cán bộ này đã bị xét xử trong các vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan các khu đất 15 Thi Sách, 246 Hai Bà Trưng và 812 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, quá trình điều tra vụ án, để bảo đảm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát và việc thi hành án của các bị can, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu đứng tên của 7 bị can trên. Các vụ án đã được đưa ra xét xử và các bản án đã có hiệu lực đầu tháng 4 2023. Cơ quan thi hành án dân sự ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng ban hành các công văn xác nhận 7 người trên đã thi hành xong các nghĩa vụ theo quyết định thi hành án. Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của họ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị chức năng bỏ việc tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu đứng tên của họ. Ngày 24 tháng 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ về tiến độ triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng không phải để giải cứu thị trường bất động sản mà là góp phần thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Hiện nay, hầu hết vướng mắc về quy trình, thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, điều kiện để được mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đang được sửa đổi, bổ sung trong luật nhà ở, luật đất đai và cơ bản được tháo gỡ toàn bộ sau khi các luật này có hiệu lực. Trước mắt, các địa phương cần đẩy nhanh việc lập quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhất là tại những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương báo cáo định kỳ hàng tháng về tiến độ triển khai thực hiện gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất phương án, thời gian hỗ trợ lãi suất phù hợp cho các chủ đầu tư, người mua nhà đủ điều kiện vay vốn từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Nguồn cung chủ yếu là sản phẩm cao cấp, phục vụ nhu cầu đầu tư, cộng thêm dòng tiền gặp khó, lãi suất cao, vướng mắc pháp lý đã tác động dây chuyền, gây ảnh hưởng đến thanh khoản các sản phẩm, dự án bất động sản, dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn. Theo báo cáo thị trường nhà ở và bất động sản quý 1/2023 của Bộ Xây dựng, số liệu của các địa phương có báo cáo tổng lượng tồn kho bất động sản vào khoảng 18.808 căn nền, bao gồm chung cư, nhà riêng lẻ và đất nền. Trong đó, tồn kho chung cư có hơn 2.500 căn hộ, nhà ở riêng lẻ có trên 9.000 căn và đất nền tồn kho có hơn 7.100 nền. Tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở loại bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án. Theo báo cáo tài chính quý 4/2022 được công bố tại mùa đại hội cổ đông trong tháng 4, tháng 5 cũng lộ ra bức tranh kinh doanh khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản. Hầu hết công ty địa ốc trong mảng dân cư, thương mại đều ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sụt giảm. Bên cạnh đó là áp lực chôn vốn hàng ngàn tỷ đồng bởi hàng tồn kho và gánh nặng nợ vay. Các doanh nghiệp bất động sản hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới trong quý 1 giảm hơn 63% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp giải thể là 341 doanh nghiệp, tăng 30% và 1.816 doanh nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Ông Phạm Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DKOA Group, dẫn chứng số liệu thống kê về nguồn cung của giao dịch bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận sụt giảm thê thảm. Theo đó, nguồn cung quý 1/2023 giảm mạnh khi đất nền chỉ có khoảng 400 sản phẩm mà lượng tiêu thụ chỉ 78 sản phẩm, mức giảm gần 80% so với cùng kỳ năm 2022 và tập trung chủ yếu vào sản phẩm pháp lý hoàn chỉnh, an toàn. Nguồn cung và số lượng giao dịch hạn chế, dù các doanh nghiệp đưa ra nhiều chương trình chiết khấu, giảm giá, thanh toán chậm, thậm chí có dự án chiết khấu đến 40-50% nhưng cũng khó bán hàng. Liên quan đến lĩnh vực môi giới bất động sản, nếu lúc thị trường nhộn nhịp nhất,
nhà nhà làm môi giới bất động sản thì số lượng môi giới lên đến 300.000 người, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm 1/3, thế nhưng đến nay còn khoảng 1/5 còn hoạt động môi giới và hoạt động không ổn định. Điều này khiến người mua và người bán khó gặp nhau. Theo ông Lâm, bản thân DKOA Group dù đã rất cố gắng giữ chân nhân viên nhưng từ 1.000 nhân sự nay cũng chỉ còn 600 môi giới. Các thương vụ mua bán và sáp nhập M&A giá trị lớn trên thị trường bất động sản đang diễn ra một cách âm thầm. Dự báo giao dịch sẽ hoàn tất vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Thông tin mới đây từ Colliers Việt Nam cho biết phân khúc căn hộ và nhà liền thổ trên cả nước trong thời gian vừa qua trông có vẻ yên ắng ở bề nổi do giao dịch chững lại. Tuy nhiên, thực chất thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ với các thương vụ M&A giá trị lớn, kỳ vọng hoàn tất trong thời gian tới. Trong các thương vụ bán tài sản thời gian gần đây, các dịch vụ địa ốc cũng đều cho biết mục đích nhằm thu xếp nguồn tiền, tăng khả năng thanh khoản nợ vay và đảm bảo dòng tiền hoạt động. Theo đánh giá của ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam, với doanh nghiệp bất động sản Việt Nam, M&A được xem là chiếc phao cứu sinh giữa lúc nguồn vốn trong nước chưa thể khơi thông một sớm một chiều, đảm bảo tiếp cận dòng tiền ổn định để duy trì phát triển dự án. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể chia sẻ bằng cách comment vào phía dưới video này. Và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.